Em chào cả nhà. Phía online, tại sao hôm nay chúng mày vẫn còn ở nhà? Phía online, có nghe tao hỏi không? Tại sao hôm nay ở nhà? Cái gì? Vẫn còn bệnh nữa à? Vãi chúng mày. Rồi tuần sau chúng mày bệnh nữa à? Thằng mẹ tuần sau thi rồi chứ còn không biết cái. Cả một kỳ mình luyện tập để cuối cùng tuần sau mà không đi thi được là nó vớ vẩn. Chào mừng mọi người đến với buổi học cuối cùng của học kỳ mùa xuân 2022. Phải thấy nhanh chưa? Hết một kỳ đấy. Dù chúng mình có học hành nghiêm túc hay là ăn chơi chơi bời nhảy múa gì thì kiểu gì thời gian nó cũng sẽ cứ trôi. Cho nên là các bạn cảm nhận một điều đấy, tức là đây là học kỳ có thể là học kỳ đầu tiên các bạn học ở FU theo kiểu offline. Nhưng mà những kỳ tới chúng ta xác suất là rất cao là chúng ta sẽ học offline hoàn toàn rồi. Cho nên có một lười hay không có lười thì chúng ta phải đối diện cái việc là phải ra khỏi nhà làm một điều gì đó. Chúng ta đã vượt qua được cái sự khó khăn trong một học kỳ, vừa on vừa off, vừa cả dịch, vừa cả sợ bị lây nhiễm mọi thứ. Nhưng tôi tin rằng cho đến thời điểm này chúng ta mới đang rất ổn. Buổi học cuối cùng hôm nay thì gọi là cuối cùng theo cái lịch học của trường thôi. Nhưng thực chất một điều là môn này nó chưa kết thúc đâu. Nha, và cuộc đời lập trình viên của chúng ta mới mới chỉ là bắt đầu. Thế nên trong cái kế hoạch dự kiến của tôi thì thứ bảy này hoặc là trong tuần tới tôi chưa thông báo được vì còn phải làm điểm với một số công việc của nhà trường nữa để kết thúc học kỳ. Thì tôi vẫn sẽ có live và tôi sẽ thông báo live ở trên YouTube và trên Facebook để các bạn có thể tiếp tục câu chuyện. Mình chỉ còn một xíu nội dung nữa thôi chứ không phải là còn nhiều. Kiến thức lập trình cho đến thời điểm này các bạn, tôi nghĩ rằng là tôi trang bị các bạn tương đối đầy đủ nha, tương đối đầy đủ để các bạn có thể chuẩn bị bắt đầu vào kỳ kỳ 2. Kỳ 2 là môn Java rất khó. Và khoảng cỡ buổi thứ ba thứ tư của môn Java bắt đầu tôi nói về con trỏ tiếp. Buổi số 1, số 2 thì tôi nói về hàm, tôi ôn lại của môn Java. Đấy tôi nói trước trong cái YouTube nên các bạn có thể vào xem trước được. Nha. Xài đồ chơi khác, tool khác và kỹ tư duy lập trình khác rất nhiều, mặc dù dùng lại rất nhiều. Đây tôi nói trước về cái kế hoạch làm việc của các bạn luôn và của tôi. Thì tôi sẽ livestream của một vài buổi nữa cho môn C này ở trong cái buổi tối, thường thì sẽ là buổi tối để các bạn có cái lượng kiến thức đầy đủ. Và tôi cũng muốn hoàn tất cái khóa học này cho nó trọn vẹn. Nha. Vậy thì đấy là cái kế hoạch làm việc thì tôi sẽ thông báo trên YouTube và trên Face để các bạn có thể theo dõi sau. Và nên nhớ giùm tôi là dù bạn yêu tôi hay ghét tôi, chuyện đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm. Quan trọng nhất là bạn phải yêu cái nghề này thì bạn đã chọn nó. Cho nên không được bỏ phí thời gian cho cốt. Tuần sau các bạn sẽ thi học kỳ. Các bạn có đến 5 tuần còn lại để nghỉ ngơi. Giả bộ các bạn không rớt môn. Còn nếu bạn nào mà rớt môn, đặc biệt những cái môn tiên quyết như môn C thì trả nợ ngay trong học kỳ 3 tuần. Cái đó tôi nói trước cho tất cả những bạn khác khi nghe tôi nói. Bởi vì khi bạn trả nợ học kỳ 3 tuần, block 3 tuần ấy, tức là sau tuần 10, tuần sau là tuần 11 chúng ta thi. Tuần 12, 13 gì đó bắt đầu chúng ta học lại cái môn nào mà chúng ta rớt. Cái này áp dụng chung cho các kỳ. Thì chúng ta nên trả nợ sớm để đến kỳ mùa hè chúng ta lại bắt đầu giống như mọi người đã từng đậu. Tức là chúng ta không bị trễ tiến độ. Đại học là cái nơi thực sự vui. Nó giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện cả cái kỹ năng và mọi thứ. Nhưng nó không phải nơi để đú đởn và để chơi. Cái đó tôi nói trước. Nếu đứa nào có ý định nghĩ rằng đại học là nơi để chơi, đứa đó sai. Bởi vì học đại học xong người ta đi làm cơ mà. Cho nên mình nếu mình không sẵn sàng đi làm thì mình cứ chơi. Còn thằng mẹ nào cũng phải đi làm. Cái đó tôi nói trước. Cho nên đại học vẫn chơi. Nhưng đó là cái việc phụ thôi. Việc chính phải là việc học. Đại học học lớn lao luôn, trung học vừa vừa, tiểu học học nhỏ tí. Nên đại học là học lớn, nghe chưa? Lớn theo đúng nhiều nghĩa, cho nên việc của các bạn là phải dành thời gian cho việc học. Đó tôi nói trước, vẫn chơi giải trí để cho đỡ căng thẳng quá trình học. Vì ngành IT nó khá nhức đầu, đó tôi nói trước. Tôi đã cố gắng làm cho mọi vấn đề nó nhẹ nhàng hết mức có thể để các bạn có thể yêu cái nghề. Và việc của các bạn là trong 5 tuần tới dành thời gian cốt ôn bài và cái mạch bài giảng Java của tôi đã có sẵn rồi.
cho nên các bạn không gì phải lo lắng. Thế là tuần này chưa? Và môn database, tôi cũng chưa giảng xong thì tôi sẽ live tiếp cho hai môn đó. Nhưng mà nói chung là cái phần cơ bản nhất là các bạn không sợ. Tôi giảng kỹ lắm rồi nha. Môn Java có đến 4 version là version 1, version 2, version 3, version 4, tức là 4 lớp tôi dạy. 4 video cho một buổi. Thì các bạn tưởng tượng rằng là bạn nghe video này, bạn chán, bạn chuyển qua video kia, nội dung giống nhau. Nha. Cái version 1, version 2 trong YouTube của tôi có nghĩa là hai lớp khác nhau, nhưng tôi dạy trong cùng một kỳ. Thì cái môn Java tôi có đến 4 lớp lận. Để các bạn có 4 phiên bản các bạn nghe. Thì và vẫn có những buổi live luôn. Đó thì các bạn xem thử để cảm nhận cái nghề này yêu như thế nào. Và kể từ đó, từ kỳ này về sau, bạn sẽ toàn chơi hướng đối tượng, đi kiếm cơm cũng hướng đối tượng hết. Nha. Đấy là điều mà dặn dò trước để mình có một cái kế hoạch nghiêm túc thật sự cho cái đợt nghỉ 5 tuần. Và nếu không thì vào bắt đầu nó lệch nhịp hết. Và công nghệ nó thay đổi rất nhiều. Chứ mình không dừng được đây đâu. Chúng ta mới bắt đầu, chứ chưa phải là gì cả. Đấy là cái điều mà tôi nói chút xíu cho cái buổi học tạm gọi là kết thúc kỳ nhưng chưa kết thúc trong cuộc đời lập trình của chúng ta. Ok, hôm nay tôi sẽ không trả bài và tôi sẽ tổng kết nhanh lại chút xíu để vào cốt luôn. Phần này phần có phần thú vị nha. Bài này nó sẽ kéo dài thêm 1-2 buổi nữa liên quan đến live. Còn một nội dung nữa là liên quan đến mảng 2 chiều. Phải học xong mảng 2 chiều nữa thì kết thúc môn này mới được. Và một số bài tập luyện tập thêm để cái kỹ năng tôi truyền thêm cho các bạn trong cái phần bài tập. Thì cái phần đó là mình sẽ làm ở phần live. Các bạn dành thời gian làm nốt cái bài quiz cho tôi. Nghe chưa? Phải dành thời gian. Còn những người nào mà đã lỡ bỏ sót 1-2 bài, vài bài assignment đợt trước ấy, nó cho ít lắm, ít bài tập. Thì email báo cho tôi để tôi có phương án tính toán cho các bạn. Nghe chưa? Đấy là cái điều mà tôi không muốn trừng phạt và tôi giết đứa nào cả. Tao muốn là chúng mày học hành và phải vui vẻ. Nên những đứa nào lỡ bỏ sót 1-2 bài, email tao để tao biết. Đứa nào thiếu bài, tao có cách xử lý riêng của tao. Nghe chưa? Yên tâm đi, mọi việc trong sáng, thầy Hoàng không làm điều gì khuất tất. Tao muốn cứu vớt cuộc đời chúng mày, thế thôi. Thế tôi nói trước nha. Bây giờ tôi sẽ tổng kết nhanh cái câu chuyện của cái bài ngày hôm bữa về tập tin và bắt đầu mình chuẩn bị vào cốt. Mình phải nhớ lại một chút xíu kiến thức của nó. Vẫn là một chút xíu ghi kiến thức rồi sau đó bắt đầu mình mới làm bài tập được. Tập tin, thay vì tao bắt chúng mày trả bài. Bài này nó phần khó. File. Dãy các bài. Dãy các bài. Nha, một dãy các bài. Trên drive. Trên cái ổ đĩa. Để lưu info về một cái topic nào đó. Vậy bản chất nó là dãy các bài lưu một cái info. Ví dụ bài nhạc. Info là nhạc. Ví dụ như nhạc, ảnh, phim, đơn, sách. Đó. Một dãy các bài. Như vậy thì vì nó là một dãy các bài nằm trên thiết bị lưu trữ. Nó còn dài. Tôi vẽ thế này là phải hiểu một dãy các bài. .mp3. Rồi, một dãy các bài khác. .mp4. Một dãy các bài. .c. Đó, một đống cái này. Và vì mày là một dãy các bài cho nên bắt buộc khi chơi với mày, vì mày một dãy dài, nhiều bài vậy phải có má mì quản lý. Không lấy nhiều. Vậy cần một má mì quản lý. Và má mì quản lý đó chính là con chó file sao. Gần luôn luôn vì dãy các bài cho nên cần má mì quản lý. Cho nên cần có cái má mì để quản lý cái đám bài này. Và má mì đó chính là file sao. Mình tóm lược nhanh để mình có cái cách sau này mình khi mình chơi. Như vậy luôn luôn cần file sao. Một con chó mà một má mì. Đây, xin lỗi cái video nó bị ngược, để tôi quay lại cho nó đúng. Má mì quản lý đám bài. Ok, tiếp theo có má mì rồi,
Và tập tin nó chia thành hai nhánh, tập tin văn bản và tập tin nhị phân. Tập tin nhị phân mình sẽ học sau, phân loại. Hai loại tập tin, tức là cái cách mà bố trí các bài thôi, cách bố trí các bài. Hai loại tập tin. Loại tập tin thứ nhất là tập tin văn bản, và tập tin thứ hai là tập tin nhị phân. Binary, tập tin văn bản text, hay mình còn gọi là chấm txt đấy. Thì đơn vị lưu trữ của nó là từng byte, từng byte. Mỗi byte là một character, mỗi byte là một ký tự. Cái này tôi vẽ nhỏ này hiểu là nhiều byte, nhưng tôi phóng lớn cái byte lên để nhìn nó dễ. Nhớ là một byte vẫn là 800 character. Địa tướng nó còn dài. Đơn vị lưu trữ của nó là, đơn vị lưu trữ của nó là từng bài, nhiều bài mà, nhưng mà đơn vị nhỏ nhất của nó là một bài, từng bài với nhau. Văn bản text là mỗi bài lưu một ký tự. Đây là cái chốt điều, mỗi bài lưu một ký tự. Mỗi bài on off sẽ là mã ASCII của một ký tự. Mỗi bài on off sẽ là mã ASCII của một ký tự. Nó sẽ khác hoàn toàn nhị phân đấy. Nhị phân nó hay lắm, là chuyện khác, mình nói sau. Mỗi bài sẽ lưu đúng một ký tự, và mỗi bài nó on off sẽ là mã ASCII của một ký tự. Cho nên cái chỗ này ví dụ như chữ S O S, đấy, nó lưu đúng từng một ký tự một. Đây là một bài nhá, một bài, bài, bài. Bên trong là 800 liter. Mình muốn lưu cái gì thì lưu. Nhưng cuối cùng, luôn luôn cái bài cuối, cái cuối cùng ấy, của cái tập tin ấy, luôn luôn là con số trừ 1. Con số trừ 1. Mã ASCII là con số trừ 1. Trừ 1 là mã ASCII ấy. Trong RAM của nó, trong RAM chỗ này là 8 con số 1. 8 con số 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Đây là 8 cái op, à 8 cái on. 8 cái on này theo quan điểm của nhị phân thì đây là số âm 1. Số bù 2 âm 1 nha. Bù 2 âm 1. Mình đã từng học số dương và số âm rồi. Trong một cái buổi livestream tao có nói về số dương số âm. Bây giờ mình quan tâm. Tức là cần phải có một thằng nào đánh dấu rằng kết thúc tập đi rồi. Vì nhiều bài quá phải có chỗ để kết thúc, cũng giống như chuỗi. Cái thằng này nó còn được gọi là E O F. Lát rồi mình sẽ gặp chữ này. End of bài. Đây là cái thằng đánh dấu rằng tập tin kết thúc, không đọc nữa phía sau. Phía sau là của thằng khác. Nó không dùng nun, nó không dùng ký tự nun, mà nó dùng trừ 1. Còn tại sao nó dùng trừ 1? Nó nói cái cách này. Bởi vì nếu có ký tự ASCII nào mã là trừ 1, tệ nhất là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mã ASCII là từ 0 cho đến 255. Và nếu tao để đây âm trừ 1 thì chúng mày sẽ đọc trong RAM, chúng mày đọc trong đĩa cứng, chúng mày sẽ thấy là ăn đâu ra được con số trừ 1. Trừ 1 éo là mã ASCII của ai? Để biết rằng kết thúc tập tin. Hiểu không chưa? Đây là, đây là kỹ thuật để đánh dấu kết thúc tập tin. Đánh dấu kết thúc tập tin. Không tìm nữa, phía sau là của thằng khác rồi. Vì dãy bài, nhớ câu đó. Như vậy thì đây là cái tập tin mà nó lưu bên trong là từng transistor. 800 liter là mã ASCII. Xong. Bởi vì cái này liên quan đến chữ khác nha. Bên bé này khác. Rồi hai loại tập tin. Thì liên quan đến tập tin nhị phân, tập tin chân text, ta cần có những thao tác nào? Chấm txt. Đó. Hey. Liên quan đến tập tin thì mình sẽ có hai việc. Tập tin nào cũng vậy, kể cả bên này lẫn bên kia, luôn có hai việc, luôn có hai thứ khi chơi với tập tin. Thì tôi vẽ thế này. Thì một tập tin
đó là dạy các bài. Đó, mình phóng lớn ra thì nó có ba thứ cần quan tâm, có hai câu chuyện là nó sẽ liên quan đến làm sao có dữ liệu trên tập tin, tức là làm sao đưa dữ liệu vào ra đĩa cứng. Thì cái đấy người ta gọi là write. Còn từ tại đĩa cứng mình đi vào trong RAM, lấy RAM là trung tâm mỗi tác giả, là read. Như vậy mình nhớ có cái hai cái, nếu lấy đĩa cứng làm trung tâm, nếu lấy RAM làm trung tâm, mày đi vào đĩa cứng, đi vào đĩa cứng thì chắc chắn là chỉ từ RAM thôi, được gọi là write. Hay là control SC là self, tao self. Còn từ đây đi vào RAM thì tao gọi là read. Read là control, nói theo quan điểm của soạn thảo văn bản, control O, open. Hay người ta gọi là out, put. Bên này người ta gọi là in, input. Phải nhớ giùm tôi là liên quan đến RAM, ai và O. Cho nên khi bạn nghe chữ IO, bạn phải hiểu tập tin rồi. Vì nó vừa đóng vai trò bàn phím. Nếu mà tao đứng từ trong RAM, tao đi ra chỗ khác thì tôi gọi là đi ra, in ra máy in. Scan vào, đưa vào trong RAM. Input. Cho nên thực sự cái tập tin nó đóng hai vai trò là bàn phím và màn hình. Phải nhớ tập tin đóng hai vai trò là bàn phím và màn hình. Bàn phím cung cấp data đúng không? Có phải bàn phím là cung cấp data không? Như vậy nếu tao đưa data vào trong RAM, từ tập tin vào trong RAM, có phải tao đóng vai trò bàn phím? Input. Như vậy đóng vai trò là bàn phím đấy. Thì bỏ. Vì tao có data tao đưa vào RAM. Nhưng mà nếu từ trong RAM mà tao đưa ra màn hình, thì giờ tao đéo đưa ra màn hình, mà in ra màn hình, tập tin. Thì có nghĩa là tao out, đúng không? Là màn hình. Cho nên cái tập tin nó vừa đóng vai trò là màn hình, vừa đóng vai trò bàn phím. Hiển thị ra tập tin, hiển thị ra màn hình. Như nhau. Đưa vào RAM. Bàn phím đưa vào RAM mà thầy. Ừ, tập tin cũng có data đưa vào RAM vậy. Tập tin đóng vai trò bàn phím. Cho nên nó gọi là I và O. Hiểu đến đây chưa? Rồi. Mà tập tin thì muốn sờ nó, muốn sờ được nó thì có ba cách sờ tập tin. Ba cách sờ. Sờ. Ba cách sờ tập tin. Sờ thứ nhất, read. Read. Ba cách sờ, read tức là input đấy, đây này. Xong cái này bắt đầu với code, ba cách sờ nha. Tập tin luôn có ba cách sờ. Nhất read là thường. Right. Và a read right append. Append là nối vào đuôi. Mày đang có văn bản đâu không? Mình sửa thêm, nối vào đuôi. Còn right là tạo mới từ đầu. Write là tạo mới, mới từ đầu, nối vào đuôi. Và thằng này chỉ là đọc thôi, đọc vào RAM. Hai cái thằng này đều gọi là ghi ra đĩa cứng, đĩa. Đó. Đọc vào RAM. Và bây giờ cái này bắt đầu chốt điều. Tập tin nhị phân, hai tập tin văn bản. Ta đi hai nhánh, read và write. Nào, ta có một loạt các hàm. Read gồm hàm thứ nhất f, đọc từ bàn phím scanf, f scanf. Rồi, nếu mà scan thì bên kia phải có print, cái cặp nó đi với nhau. F bên app. Đó. Tiếp tục. Nếu có mình em nhớ còn nhập vào bàn phím em còn có câu lệnh là get. Như vậy app get x nha, cái chữ get này có sẽ nhiều thứ. Thì bên này là app put.
Put. Put chữ X. Chữ X này ta sẽ thay sau. Đó. Đây là các cặp, cặp lệnh. Và không thể thiếu, mày đưa cho tao con chó. Thì tao mới biết chơi tập tin nào. Chữ F. Ok chưa? Read và write. Là điều đầu tiên. Mình chỉ cần biết cái cụm lệnh này. Bây giờ mình sẽ đi vào cụm lệnh mình học. Vậy thì chơi với tập tin. Chơi với tập tin nói chung. Nó chỉ có 3 việc thôi. Việc thứ nhất. Mở tập tin. Mở nó ra. Mở. Sơ. Thứ hai. Thao tác. Và thứ ba. Đóng. 3 câu lệnh thôi. F open. F open là câu lệnh đầu tiên. Đóng là F close. Phải báo rằng tập tin em không muốn chơi nữa. Em không muốn chơi tập tin nữa. Báo với hệ điều hành. F open. Còn thao tác nó chính là một cái vòng lặp loop. To EOF. Loop. To EOF. Lập. Tại sao phải lập? Tao đâu biết mày dài ngắn thế nào, bao nhiêu ký tự. Ok. Đây là toàn bộ kiến thức mình có cho đến thời điểm này. Thao tác, tức là loop to EOF. Thao tác để làm gì? Xóa sửa data, thêm bớt data, đọc data. Đó, cho nên loop mình sẽ xài các hàm này. To EOF. Tức là xài các hàm. Xài các hàm F. À. Và câu lệnh của thứ ba. Thao tác thứ ba. Là đóng. Nha. F close. Đó. Em rồi, xong. Đến đây là hoàn toàn không còn điều gì để phải nói về tập tin nữa. Con chó F. Đó, mình có con chó F. Tao chó vào dãy bài. Thế là xong. Và bây giờ mình sẽ theo đúng cái trình tự này để mình bắt đầu chơi với tập tin. Nha. Ok. Vì tập tin nó có nhiều dữ liệu bên trong, cho nên ta phải dùng vòng lặp để ta đi qua các ký tự. Ta đi qua các bài thì ta mới lấy được hết. Đây chỗ này là đi miết. Thì nó có rất nhiều cách đi, đủ các loại hàm. Tất nhiên các hàm này trộn với nhau mình xài lẫn lộn được. Nhưng mình chỉ biết là lúc nào mình hit và lúc nào mình write. Tức là tao đẩy ra. Hay là tao đi vô. Cho nên nếu hit mình em đôi em kiểu bối rối, cứ nhớ chừng cái cách vẽ của tôi. Đây là cái đĩa cứng, đĩa cứng tức là nơi tập tin này chưa. Ê, hit tức là đi vào RAM. Write, ghi ra đâu đó, ghi ra màn hình, ghi ra tập tin. Nhớ hướng ra để mình phân biệt. Bây giờ scan là đi quét, scan có phải là quét mã vạch vào không? Scan là tít một cái thì lập tức mã vạch nó đi vào trong cái màn hình tính tiền. Rõ là mình dễ nhớ mà. Get là cho tao không? Cho tao cho máy tính chứ còn cho RAM. Ok, đây. Bây giờ bắt đầu với code. Anh phía em phía online theo kịp không? Rồi. Để tôi share màn hình, bắt đầu new mới. Cái bài thơ hôm bữa mình đã có làm đây này, bài thơ từ ấy này, nếu các bạn còn nhớ cái bài thơ từ ấy, nó theo đúng tuân thủ đúng quy tắc tôi nói. F open. Thấy chưa? Mở tập tin ra. Mở kiểu gì? Đấy, A là mở và bổ sung thêm. Đó, cái chữ này là cái mod là mở bổ sung. Nha. Rồi tiếp tục. F printf. Mình thấy có chữ printf ở bên cái thần write trên cái bảng của tôi hồi nãy. Đó, F print. Close. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đọc. Đọc thử này, cái nhìn thử bây giờ mình sẽ biết lại từ đầu. Mở tập tin ra. R, em muốn đọc. Đó. Em muốn đọc nó và lặp cho đến khi gặp EO
OF, đấy, chữ LF trên bảng hồi nãy tôi có vẽ. Bây giờ mình sẽ viết lại từ đầu một cách hiểu tử tế hơn. À, new mới project. New mới project. Vì chơi với tập tin nên tôi muốn làm cái bài lớn một chút xíu. Student profile. À. Nhưng mà đặt thêm chữ on file. À. Mình lưu hồ sơ sinh viên trên tập tin. Thế mới kinh. Ok, mình sẽ đi từng bước một. Student profile on file. Thực ra cái chữ file nó đọc rất nhanh ấy. File. File. Nhưng mà thôi mình đọc tập tin chữ cầm file nó quen rồi. Rồi, yes. String file. Student profile. Tôi chỉ ghi student on. Student profile. Rồi. Ta sẽ lưu một hồ sơ sinh viên xuống tập tin hôm nay. À, ta sẽ lưu một xuống tập tin ngày mai. Ta sẽ mở hồ sơ này ra xem. Cái này tôi đang nói theo hai quan điểm. Quan điểm một chính là write, tức là write, tức là tạo tập tin với data được lưu lại. Còn cái cách thứ hai này chính là ngày mai. Ngày mai mình nói cho ngày mai, tức là thao tác trước và sau thôi. Nó chính là cái thao tác là gì? Đọc thông tin. Đọc thông tin từ tập tin, đem vào RAM để xử lý tiếp. Đấy, mình đang hiểu hai cái logic. Nắm được chưa? Read và write. Cái này giống như là tạo mới cái file Word và sau đó cất đi, rồi bữa sau lại edit tiếp. Đấy, cái logic của nó vậy. Rồi, vậy thì mình sẽ làm cái bài đầu tiên. Tôi sẽ làm hàm void kiểu truyền thống cho nó dễ hình dung đã nhá. Làm void kiểu truyền thống cho nó dễ hình dung, chứ mình chưa có tách tập tin các thứ này nọ phức tạp. Bởi vì tách cái hàm kiểu phức tạp, cái hàm theo cái viết chuẩn. Tách hàm chuẩn thì sau này tôi sẽ live riêng cho các bạn. Bây giờ mình chỉ đơn giản là mình thao tác trước để mình hiểu cái ngữ nghĩa của nó đã. Bởi vì hiểu được ngữ nghĩa của nó đã là một câu chuyện khó rồi. Còn sau đó tối ưu và viết thêm về trên code của nó là một trải nghiệm khác nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ viết cái hàm void đầu tiên. Void. Mình write một ký tự trước. Rồi. Hay là self, dùng chữ self để cho nó dễ hình dung. Self. Variable. Đó, mình xem thử coi. Ta self một cái biến như thế nào. Mình chưa thèm làm cả, chưa thèm làm hồ sơ sinh viên. Bởi vì nếu mình làm được một biến được thì lát hồi mình sẽ làm được hồ sơ sinh viên được thật sự. Được chưa? Rồi. Ta self ở cha trước đi. Sửa lại, self ở cha. Một ký tự trước đã. Rồi, mình khai báo cha. Xe, xe là một biến, xe h là một biến nha. Mình cho gắn bằng. Mình xem thử dấu đô la, chữ đô la. Ta sẽ lưu cái dấu đô la xuống tập tin. Tập tin lúc này chỉ có một dấu đô la thôi. Để xem thử cái biến, tức là mình đang học cách lưu một biến. Ok. Rồi, mình sẽ cần luôn luôn là cần file sao. Chữ F này là con trỏ, trỏ tới dãy bay sẽ dùng để lưu tập tin. À, bằng F open. Tên tập tin. Được chưa? Mình sẽ là theo thứ tự, trình tự dần. Ha.
cha chấm tx đây. Rồi mở đây làm gì? Rồi như vậy cái này là gì? Cho vào một dãy bài để sẵn sàng lưu tập tin, sẵn sàng save data. À, để sẵn sàng. Cho nên cái chữ VKEP có nghĩa là VKEP tạo mới tập tin trên đĩa. Cái chữ write, read, chữ A nó gần giống nha. Ủa dạ thưa thầy, nếu tập tin có sẵn thì sao? Nếu tập tin có sẵn tao xóa luôn. Đó. Cho nên cực kỳ nguy hiểm cái chữ lệnh write này nha. Nếu tập tin đã có sẵn, có sẵn, xóa luôn, xóa cũ. Kinh chưa? Cho nên cái này cực kỳ nguy hiểm, cho nên phải hết sức lưu ý khi chơi về kẹp. Được chưa? Như vậy thì cái A thì nó hay hơn. Cái A thì nó nói rằng là append ấy, ê mày có sẵn rồi hả? Thì tao sẽ nối vào thêm nhá. Ủa nhưng mà nếu chưa có sẵn thì tao tạo mới. Cái chữ A nó nước đôi hơn. Nghe kỹ nha. Cho nên mình khi thêm chữ V kép, xin lỗi, cái chữ A, nếu bạn dùng chữ A, A, xin lỗi, có nghĩa là append, thì nó linh hoạt hơn, nó nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, nó không có thô bạo, không thô bạo như cái thằng V kép. Tức là A nó bảo rằng là nếu tập tin chưa có, cái A nó nói thế này, nếu tập tin chưa có thì tạo mới, còn nếu có rồi thì giữ data cũ, data mới sẽ nối vào đuôi, nối vào đuôi tức là cuối tập tin. Như vậy rất an toàn, thấy chưa? Còn cái thằng VK mà bảo rằng mẹ kiếp mày đưa một tập tin có sẵn đúng không, tên trùng đúng không, trùng tên đúng không, tao xóa tập tin cũ nha. À, được chưa? Nếu tập tin có sẵn hay là người đã bị trùng tên ấy, cái chỗ đây là trùng tên thì xóa tập tin cũ và làm cái mới cùng tên. À, cho nên cái thằng A thì nó nhẹ nhàng hơn so với thằng V kép, tức là nó bao thằng V kép. Ok chưa? À, mình cứ tạm thời luôn, đầu tiên mình chơi cái này và bây giờ app open sẽ có một tình huống là không xin được con chó, hay là cái app không được, không chó được vào dãy bài. Có một tình huống không xin được con chó, app không chó được dãy bài, thì lúc này app sẽ bằng null chữ hoa luôn. F bằng null, tức là chó không có được vào một dãy bài nha. Bằng null chữ hoa luôn. Null này là một khái niệm khác nha. Chó không được vào dãy bài trên đĩa cứng. Chữ null này gọi là con chó không chó được vào dãy bài. Nha. Đó, ý nghĩa là con chó không chó vào được cái dãy bài của tập tin. Thực ra cái này liên quan đến hệ điều hành, liên quan đến sự xung đột, cái này nó dính đến hệ điều hành nhá. Cho nên mình không khe vội ở đây. Cho nên lúc bình thường mình sẽ kiểm tra là nếu bằng null thì có nghĩa là không chọn được. Chuyện đấy từ từ mình dính, sẽ có một bài làm riêng về cái vụ này nha. Sẽ học thêm sau. Bây giờ cái coi như là xin được đi. Giờ ta coi như là xin được. Giờ ta coi như là xin được. Hơi chủ quan tí, nhưng mà nói chung cái thường đa phần là xin được. Ok, để tập trung vào việc lưu info. Đó. Ok, như vậy app lúc này bắt đầu có app này. Mình đã có con chó app rồi. Và bây giờ mình sẽ xài các hàm như bên kia của tôi nói. Bạn nhìn cái mũi tên trên bảng của tôi là ra hay là vô để mình tính. Tức là mình nhìn cái mũi tên ra hay rồi. Đây, mũi tên này
Không, bây giờ em đang cần phải mũi tên này, tức là đi vô tờ đĩa cứng. Cho nên nó phải xài hàm print hoặc là hàm put. Put x, x này có thể thay bằng chữ nhiều chữ khác nha. Thì tôi dùng chữ x ở đây có nghĩa là thay bằng nhiều chữ khác được. Chứ chứ không phải là phải ghi chữ x này này. X này có thể thay bằng c hay là sc. Put c, put một ký tự ra. Put s, put nguyên một chuỗi ra. Cái chữ x này sẽ được thay đổi. Và bây giờ tôi đang cần phải ghi dữ liệu ra, cho nên lúc này phải xài nhánh bên này, write, cho nên chữ vk đó. Ok, bắt đầu. Cho nên cứ nhớ cái hướng đĩa cứng đi ra vô thôi là mình dễ nhớ nhất nhá. Ok rồi, ta coi như xin được. Vậy thì f print app, f print app, bạn thấy cái hàm nó báo câu mày hãy đưa cho tao cái con chó để tao biết tao chó vào chỗ nào và tao ghi cái mẹ gì ra. Ok chưa? Vậy chữ F ở trên là con chó. Và bên kế bên là format. Mày in cái gì? Và biến, nó giống như bệnh printf bình thường. Phần trăm C phẩy biến C hạt sạc. Như vậy đã ghi được một ký tự rồi. Em muốn ghi nhiều được không thầy? Được. Nếu bạn muốn ghi nhiều thì F printf nhiều. Mình thử một coi, mình thử một cái xem. Nếu muốn ghi nhiều tập tin, à ghi nhiều ký tự thì nhiều lệnh F print app. Thế thôi. Như bình thường nha, cứ nhớ như bình thường. Nói chung là xài như print app xưa này. Chỉ có điều print app thì in ra màn hình. Thì in ra màn hình. Còn F print app thì in ra tập tin. Tức là hai thằng như nhau. Mình làm thử một lệnh thôi. Rồi, xong rồi thì F close. Báo với hệ điều hành rằng thôi em không muốn chơi tập tin nữa. F. Báo với OS. Đã xong. Tập tin. Tại vì tập tin liên quan đến cái đĩa cứng. Liên quan đến ổ đĩa. Mở đĩa thì là phải cho hệ điều hành nó quản lý. Ok. Như vậy save ở trà. Hiểu chưa? Vậy rất dễ đúng không? Rồi, hàm main. Nãy giờ các bạn thấy tôi viết hơi kỳ lạ là tôi viết luôn cái tên hàm ở phía trên mà tôi không đi làm prototype. Nắm được chưa? Đây được quyền, tức là mình bỏ prototype đi vẫn được, nhưng mà cái prototype mình dùng, prototype tức là tên hàm không ấy, nó sẽ dùng cho một cái ngữ nghĩa sau này để liên quan đến đóng gói thành cái chấm h. Ví dụ sau này tao sẽ có thời gian tao làm thêm chỗ mày, ví dụ chúng tên mày là Cường, include cường.h nó mới ngầu. Phải có cái trò đó nữa, tức là mình chơi trò tách tập tin nữa cơ. Tức là ngoài cái men chấm c còn một đống file nữa, mai mốt mình sẽ có thời gian mình làm cái trò đó nó vui nha. Cho nên tôi viết cái này là tôi đang viết theo kiểu là tôi phá cái điều tôi đang giảng cho các bạn từ trước đến giờ, tức là không có prototype. Hiểu được chưa? Thế bây giờ để chữa lại nó thì bằng cách nào? Đơn giản, Ctrl X toàn bộ cái hàm, để ở dưới có cái mẹ gì đâu à, không có lươn lẹo, hình dung chưa? Và lúc này mình sẽ ghi là save chà làm này đó để mình nhìn xong. Ok rồi, bây giờ bắt đầu mình save F11 và nó phải chạy. Bôi đen Ctrl X. Nó không báo gì cả thưa thầy. Nó không báo gì cả à. Quan trọng nhất bạn nhìn cho tôi cái chữ này này. Một cái mẹo nha. Bởi vì mình không thông báo gì thôi, mình chưa thông báo gì. Nhưng quan trọng nhất đây này, cái value bằng 0 này. Chơi với tập tin đôi khi bạn hay bị cái value nó không bằng 0. Cái chỗ này này, tức là cái hàm main nó bị chết đấy. Hàm main nó bị chết một lý do nào đó, chương trình mình bị sai, thì nó sẽ báo cái con số không phải bằng không ở đây. Hay lắm nha. Chuyện đấy chuyện. Tức là bình thường nếu mà code chạy ngon lành cái hàm này thì return 0. Hệ điều hành nó sẽ nhận số 0 và nó báo ở đây là số 0. Số 0 đây này. Là hàm main chạy ngon. Sau 0,5 giây và nó trả về con số 0. Nhưng mà chơi tập tin đôi khi bạn sẽ gặp cái con số mấy chục ngàn ở đây này. Thì đó là lúc do là cái hàm trong tập tin nó chơi bị trục chặt. Nó bị trục chặt và lúc đó nó kết thúc không êm đẹp. Thì lúc đó Windows nó phát hiện rằng mẹ kiếp chơi với tập tin không êm đẹp. Thì tao sẽ trả về con số không phải là bằng không. Cái chuyện đó để một cái manh mối để mình biết code mình bị lỗi gì hay không nha. Rồi ok, kệ mẹ nó đi. Rồi, và bây giờ mình ra ngoài đĩa cứng kiểm tra xem đã có cái cha chấm tách chưa, và đã có đúng một cái dấu đô la chưa hay là. Rồi tính. Ra ngoài đĩa cứng xem. Tôi đi rất chậm đi nha. Rồi mở lên, cha.txt.
Có dấu đô la chưa? Mà nốt bát nhé chuột hai lần, đấy dấu đô la rồi. Ngon rồi đó, tức là mình biết cách làm một ký tự rồi. Tất nhiên không ai cấm bạn làm nhiều ký tự. Cái EOF đâu thưa thầy? EOF là ký tự ẩn. Mọi người kỹ nha. Cái EOF, thực ra nó còn một cái nữa là EOF, nó ẩn, mình sẽ không thấy. Tức là cái đánh dấu không ảnh hưởng đến đến cái giá trị mà mình xem. Mà xem bằng notepad được mà. Cái này là chấm .txt, xem bằng notepad. Em không thích đặt chấm .txt, em đặt là ABC được không? Được. Mày muốn đặt là chấm .pdf cũng được, nhưng bản thân đây không phải là PDF. Bản thân đây vẫn là cái đuôi nó để mình chơi đẻo thôi. Chứ còn bản chất nó vẫn là .txt, tức là ký tự. Ok chưa? Như vậy nếu em có rồi, có tập tin rồi, nhớ nha close. Thì bây giờ em phải làm gì? Đọc nó ra. Self là mình đi vào đĩa cứng. Thì còn cái bức hình số 2 trên bảng của tôi, tức là nó liên quan đến mình phải từ đĩa cứng mình đi vào trong RAM. Đấy, tức là hiện nay mình đã có dấu đô la nằm đây rồi. Ít nhất về mặt nào đó này có dấu đô la nằm đây rồi. Và bây giờ dấu đô la nằm đây sẽ cần phải đi vào RAM. Chứ hồi đấy mình xem bằng notepad thì xem nắm chó gì. Notepad nó quá chuẩn rồi vì nó phải text. Nhưng bây giờ mình phải xem bằng app của mình nữa mới ngon. Đúng chưa? Và bây giờ mình sẽ làm cái việc thứ hai, đọc vào RAM. Mình làm thử một tập tự một cái trước thì đã thì tính. Rồi, việc thứ hai mình sẽ thay vì self thì bây giờ mình sẽ read open nha. Rồi. Open. Đó. Nghe chữ open nghe kỳ quá, nên mình phải hiểu là open tập tin. Mở cái tập tin cha.txt để xem nó có gì. Nhưng mà xem bằng code nha, xem bằng code. Chứ không phải xem bằng không xem bằng notepad. Notepad thì in xem được, chấm text mà. Sau đó mình in ra màn hình. In ra màn hình. Như vậy đây là quá trình read vào RAM. Control Open. Vậy cái nhánh này bạn biết rồi. Open ở hay gọi read đấy, đúng chuẩn nó phải là chữ read, nhưng mà mình dùng chữ open để các bạn cảm nhận là cái quen với cái việc soạn thảo văn bản. Nếu chúng mày nhìn notepad này, đó. Không nói điều đúng không? Cần chỗ O và cần chỗ S, đúng chưa? Đấy là một cái để edit lại. Mình đang dùng cái từ để hình tượng cho dễ nhớ. Ok. Vậy thì tương tự, phần đầu này giống. Copy. Phải mở mày ra. Phải mở mày ra. Nhưng lúc này không phải chữ V kép mà chữ R. R thường nha. Nào không lưu nữa. Bỏ dấu đô la đi. Đó. Cái này. Em muốn xem tập tin. Read. Và dĩ nhiên không thể thiếu câu lệnh F close. À, cái này là cái cặp bài trùng không thể thiếu rồi. Vấn đề bây giờ mày đọc. Em biết, mình biết thừa cái này chỉ có một dấu đô la thôi. Mình biết thừa nó chỉ có một dấu đô la. Nắm được chưa? Biết thừa. Phải nhớ kiểm tra F có null không. Chuyện này tính sau. Coi như có đi. Coi như mở được. Chạm được tập tin đi. À. Rồi. Như vậy lúc này là CH bằng F get. F get. Mình sẽ có nhiều chữ get này. Get. Get C. Tao sẽ ói về cho mày. Tao sẽ ói về cho mày một cái int. Nhìn hàng bởi người ta nè. Mày đưa vào tập tin đi. Tao sẽ ói mày về con int. Int chính là mã ASCII. Nghe kỹ nha. Nó ói về đây là hàm trả về giá trị. Giống như cái hàm isprite của mình thôi. Rồi. Get C. F. Ủa hồi nãy em dùng F print F. Em dùng ở dưới này em dùng F print F. Trên này thầy lại không dùng scan mà thầy dùng. Ủa tao tao đọc cho tao đọc vào hàm mẹ nào chả được. Nhớ câu đó không phải lầy lội. Write là một chuyện, read là một chuyện khác. Miễn là sao read được thôi. Nó đưa rất nhiều hàm để read, nhiều cách khác kìa. Và rất nhiều hàm để write. Cho nên cứ miễn nó có tập tin và tao đọc bằng cách nào thì đọc, đều là đọc thôi mà.
Cho nên bạn phải nhớ rằng tôi vẽ hàm theo cặp ở trên bảng, nhưng về nguyên tắc bạn có quyền xài hoán chuyển. Hôm bữa mình xài scanf nhưng cuối cùng mình dùng putf mà. Có đúng không? Do quan trọng nhất là có data thôi, thì tao muốn làm gì trên cái data đâu ảnh hưởng. Đó. Rồi. Như vậy get app xong. Và lúc này mình print app. The chat text content. Nội dung của cái thằng này. Phần trăm C set n. Phải. C. Hàm đọc một ký tự từ tập tin trả về mã ASCII. Mình lưu vào biến trả cũng được. Rồi xong. Mà ta lưu vào biến trả cũng ok mà. Vì cái biến trả nó được xem vừa là in vừa là trả. Xong. Bây giờ nếu tôi đọc được dấu đô la trên màn hình có nghĩa là tôi ngon, thì từ nãy giờ code mình không có dấu đô la nhá. Không có dấu đô la. Mà làm sao mình ra được đô la nghĩa mình ngon như vậy. Và lúc này mình thay vì chữ self thì mình sẽ gọi comment lại. Comment lại hàm self mình gọi chữ open. Open để cảm giác mở ra lấy nha, chứ không phải tự nhiên open một ký tự nghe nó kỳ quá, nhưng rõ ràng mình open file. Nào F11. Có chưa? Có đô la không? Ủa sao thầy không thấy EOF? Mình biết thừa bài này chỉ có một ký tự, cho nên mình không cần tìm EOF. Mọi người theo kịp không? Không cần lấp, không cần lập. Rồi, có chạy chưa? Tao không cần lập vì lý do tao biết có một ký tự. Lập làm éo cho nó mệt. Cho nên khi mình không, cái tập tin mình nó dài, bài thơ nó dài, mình đâu có ngồi mình đếm làm cái mẹ gì. Thì lúc đó bắt đầu mình mới phải lập. Chạy chưa mày? Chưa thấy rồi, dạ cái đầu mày, đeo cái đô la đâu mà ngồi nói, sửa cốt đi. Open mà nó chơi chữ V kép chết con mẹ tao rồi, quá chết tỉnh. Mày nhìn đến bảng cái kia tao vừa chỉ, để hai cái tay lên bàn phím. Mà mày viết cốt làm sao? Cái hàm tao đặt chữ O viết chữ thường mà nó lại O chữ hoa, má thiệt tỉnh. Viết cốt thế này đấy. Ngon chưa? Không chạy hả? Chạy chưa? Mày không gọi trong men thì nó chạy thế chó nào được. Nhìn cái điếu gì? Cái hàm men bây giờ mày chỉ gọi chữ open hay gọi chữ sao? Ma thiệt tỉnh. Còn lại mấy bố. Ngon chưa? Mày nhớ đến bảng. Thứ nhất là chữ O, tao viết chữ hoa hay chữ không? Con lạc đà. Còn cái thằng mẹ kia, mày viết trong men mà mày không gọi thì lấy chó đi nó chạy. Thấy không? Thấy việc đi học offline nó hay không? Tao còn xuống tao sửa được. Nghe chưa? Chứ xem video về nhà chắc đéo rồi xem. Nhìn mấy 2 tiếng đồng hồ bữa nào 2 tiếng đồng hồ rảnh đéo rồi xem. Xem hẻm cụt rồi xem hiền hồ các thứ nó còn hay. Chứ còn xem éo gì. Ngồi mình xem clip của tao. Đúng không? Cho nên phải tích cực. Nó khó lắm đấy con ạ. Anh em mình phải nương tựa vào nhau mà sống. Nên open con lại bố. Hiểu chưa? Cho nên khi nó đéo chạy mày hiểu rằng wow, mình đã gọi chưa. Kinh nghiệm này chỉ có làm nhiều thôi. Éo tài năng đâu. Tao éo tài năng đâu nhá. Khi chúng mày chơi thì tao ngồi tao cốt. Thế thôi. Và bây giờ chúng mày đi thách đố chơi với tao. Tao ngu gì tao chơi với chúng mày. Đúng không? Vì chúng mày đã chơi quá nhiều chúng mày sẽ giỏi. Nên không bao giờ đem cái sở đoạn của mình đấu với người khác. Với sở trường người khác. Chúng mày phải biến cái trò chơi của chúng mày thành trò chơi cốt. Thì chúng mày giỏi. Vượt thầy. Cho nên ngay cả cái anh chàng kia mày nhìn kỹ trên bảng cho tao. Má tao đã nói con lạc đà thì phải nhớ. Ok chưa các con? Bài này mình không thèm lập nhá. Vì lý do bảo biết có một ký tự. Nhưng bây giờ giả sử mình quyết định. Còn anh bạn kia này lưu ý này. Việt Nam W, W. Bây giờ nếu mình đổi nhá.
Nếu mình chạy lại hàm self char, nhìn kỹ, mở cái này ra, mở cái này ra, mở cái self char ở bên main ra, và tao quyết định tao sửa cái này bằng dấu, nghe kỹ nha, dấu thăng. Mở cái hàm self char sửa thành dấu thăng, dấu thăng. Vẫn là vkép nha, vẫn là vkép, kịp chưa? Vẫn là vkép, sửa lại dấu thăng. Và bây giờ bạn chạy lại trên main, chữ self phải mở ra. Như vậy sau cú này thì cái hàm self nó chạy trước đã, và nó chạy chế độ vkép. Mà hiện nay nó đang có dấu đô la, mình nhớ kỹ nhá. Sau cú này thì mất mẹ nó đô la thay bằng dấu thăng. Hiểu đến đây chưa? Vì vkép là tao xóa. Cho nên mình chạy thử mình biết liền à. Chạy sao? Vừa sale xong chạy thử. Đấy cho tao nói nguy hiểm. F11 chạy. Và chúng mày sẽ thấy dấu thăng. Được chưa? Không tin thì ra đi cứng xem có đúng dấu thăng hay không. Đó. Mình phải kiểm tra. Cho nên nói không có đưa đủ, mình phải có đúng còn dấu thăng không? Đô la đâu? Mất rồi. Vì mở một tập tin trùng tên, tao nói trước tao xóa hết nha. Vkép. À. Ok. Và bây giờ không, em vẫn muốn có đô la, em muốn có cả thăng. Thực kiểm đến đây chưa? Vậy thì tất nhiên lỡ đang là dấu thăng rồi thì đô la sẽ nối vào cuối. Kịp chưa? Và bây giờ tao nối đô la bằng cách nào? Tao vẫn sửa cái này thành đô la. Và chỗ này tao thay bằng chữ à, để in code trên men chạy thử xem có đúng là gì. À, xem thử là gì đã. Ủa tại sao nó đọc cái dấu đô dấu thăng? Mở tập tin xem đã rồi tính. Mở notepad ra thấy gì? Notepad có gì? Có đúng có hai thằng không đã? Có đúng hai thằng không? Nối chưa? Nhưng mà tại sao nó chỉ in ra dấu thăng? Trả lời. Hả? À? Tại sao nó chỉ in ra dấu thăng? Bài này nó chạy ra thăng của đô la rồi đấy. Sau cú này thăng của đô la nhé. F11 thăng và đô la, thầy lừa đảo, nó chỉ in ra thăng. Nhưng tao nói trước cho mày biết rằng trong data của tao là có thăng và đô la đấy. Mở lên, thăng và đô la. Nhưng tại sao nó chỉ in ra thăng mà không in đô la? Trả lời. Đoán, tại sao nó chỉ in ra thăng mà không in ra đô la? À, đéo mẹ vì thầy đọc có một ký tự. Cái hàm ghét C nó đọc mấy? Có một. Nó đọc từ đầu. Nó đọc cái dấu thăng. Nó còn để đại đô la. Đến đây hiểu chưa? Vậy làm sao lôi được cái đô la ra? Đọc thêm nhát nữa cho cái chó gì đâu. Vì một ghét ghét C. Cái ghét C nó chỉ là C là character. Tao đọc đúng một thôi. Hiểu đến đây chưa? À. Như vậy trong tình huống này bắt đầu mình buộc cần phải đọc nhiều hơn một ký tự. Nào, viết hàm mới. Viết hàm mới, đọc nhiều hơn một ký tự. Open nha. Open chars. Ta đọc nhiều hơn một ký tự. Tôi đang cố tình tôi làm rất chậm từng bài một để các bạn cảm giác chơi tập tin nó cực kỳ linh hoạt. Hiểu chưa? Open chars. Số nhiều nhé mày. Ok. Đọc nhiều hơn ký tự. Vì tập tin đâu ai cấm có ít ký tự. Tập tin mặc định sẽ có nhiều. Sẽ có nhiều. Mà hàm đọc á, hàm đọc tập tin á, F get C thì nó chỉ đọc đúng một thôi. Rồi thôi. Đọc một. Tra từ đầu. Một ký tự. Từ đầu tập tin. Từ đầu tập tin. Rồi thôi. Cho nên do đó muốn đọc nhiều thì gọi hàm này nhiều lần. Gọi nhiều lần tức là lập. Lập. Hiểu chưa? Đọc một cái. Đọc cái nữa. Đọc cái nữa. Nó tự động, nó cứ lần tuần tự nó đọc. Đó.
Nha. Nên nhớ rằng các hàm này nó sẽ tự động nó dịch cái việc đọc, rời cái việc đọc. Đấy, mình phải hiểu cái logic của tập tin. Cho nó thú vị lắm các con. Tao giảng chậm lắm đấy nha, tao giải thích từng bước một đấy, để sau này chúng mình chủ động nha. Rồi, open trà. Thì bạn học code với tôi và đoạn hay thấy đặc biệt trong code Java trên YouTube của tôi, ghi chú rất nhiều. Vì ghi chú sẽ giúp mình sau này mình nhớ được kiến thức. Chứ nhiều khi mình nghe là một chuyện thôi, mình nghe xong rồi mình còn được ghi được thêm lần nữa, mình đọc được nữa thì sau này mình không bao giờ mình quên. Chứ còn lời nói giảng sẽ rất nhanh, lời nói sẽ rất nhanh đi mất, nhưng mà còn lại cái ghi chú. Nên chúng mày chơi code với tao, chúng mày phải hiểu các phong cách của tao là luôn ghi chú. Và sau này chỉ cần đọc code là hiểu được lý thuyết luôn rồi. Ok, vào đây. Và anh bạn áo xanh kia lưu ý, cái cách mình viết code của mình luôn phải hai tay để đây. Đây là cái thần thái tốt. Chúng mày thấy ở trên cái phím F và phím F và phím G á, mày thấy nó có hai cái nút G. Cái phím F và phím G nó có hai cái miếng G G mấu lên không? Là hai ngón tay trỏ để vào đó đấy. Đấy, ngay cái phím F và G có không? Có cái mấu G lên không? Để cho ví dụ mình ban đêm mình vẫn có thể biết được, bắt đầu định vị. Hai ngón tay trỏ vào đó và bắt đầu 10 ngón gõ lên. Nguyên tắc tập bàn phím là vậy đấy con. Cho nên không chơi kiểu viết code sang như thế này nha. Mẹ cái này là sếp chứ đéo phải ngồi gõ code nữa rồi. Hiểu chưa con? Không, tao nếm nghiêm túc. Nên tao ngồi tao rèn cho mày ngay cả cái kỹ năng viết code. Thần thái nó nằm ở đấy. Ok. Rồi. Mở lên. Như vậy giờ mình biết khi nào mình chơi VK và khi nào chơi A rồi đúng không? Chơi A sẽ là an toàn, nó đẩy vào đuôi. Còn chơi VK mà chết mẹ mày, cái tập tin mày dài cỡ cả tỷ dòng bố xóa hết. Đây là nguyên tắc. Nhớ đấy, nó rất nguy hiểm khi chơi với tập tin. Nếu mà không hiểu. Rồi. Vẫn tiếp tục tra chấm txt. Và lúc này mình read thôi. Trên mạng nó còn R cộng rồi R trừ, cái thứ tùm lum những cái chuyện đó tính sau. Mình sẽ học cơ bản trước. Mình hiểu cái sau thì sao để dễ. Ok. F open. Tra. Như vậy bây giờ em có đến hai ký tự. Thưa thầy. Thì cái trò chơi lầy lội nhất là trò này. Gọi hai lần chưa có cái chó ở đâu. In luôn. Chơi lầy lội này. CH bằng F ghép. Đọc một ký tự. Được chưa? Rồi in luôn. Đọc một ký tự rồi in. Rồi in, in ra. Rồi in. Đưa cha text content. Nào. Phần chấm C. Không có sạc N. Nha. Đến đây. Xuống hàng. Đây, mình đẩy rơi cái lệnh xuống dưới. Content của nó đây. Rơi câu lệnh lại cho tôi tí. Để cho nó hợp logic thôi. Nội dung của tập tin là. Rồi, print print phần trăm C. Không xuống hàng nha. Phải CH. Rồi đọc thêm ký tự nữa. Rồi in ra. Đọc thêm một ký tự nữa kế bên. Rồi in ra. Rồi cuối cùng là F close. Cái hàm này nha, cái hàm này nó tự đọc. Đọc xong một ký tự, nó tự nhích qua ký tự kế. Có cái con chó ngầm ấy. Có một cái con chó ngầm. Có cái con chó ngầm. Con chó ngầm. Nó tự nhích qua ký tự kế. Trong đĩa. À, cái hàm em ghét này nó hay lắm. Nha. Nó tự đọc một ký tự xong nó nhích qua cái kế, nó chờ để nhích kế, cho nên mày chỉ cần phát lệnh đọc tiếp là nó lấy được ký tự kế ngay. Nó tự rời con chó dùm. Nó giống như cái phần tử thứ y trong mạng vậy á. Nha. Ok, cái này đọc thêm ký tự nữa rồi in ra. Ủa sao thầy không sạc N? Tập tin của nó mình đâu có biết xuống hàng hay không, cứ đọc cái in thôi. Và chạy thử coi. Rồi, không có sale nữa. Rồi, lúc này mình sẽ gọi là open char version 2. Đó. Char sở nha. Rồi. F11. Coi có đúng được hai cái tự không? Ngon chưa? Ngon rồi đúng không?
Dạ thưa thầy, nhưng mà nếu nó có 100 ký tự là cả một bài thơ thì cuộc đời em khốn nạn à? Có đúng không? Thì lúc này phải là vòng lặp, lặp cho đến khi nào đọc cái cuối cùng là e o. Đó, mình chuẩn bị vào. Nhớ comment cái hàm men ở trên, còn nếu mà chúng là thằng nào không comment lại thì nó in thêm cái nữa. Open chat. Cái men bỏ lên rồi chạy đây. Được chưa? Đã cái đầu mày, má thiệt tình. Mà chúng nó phải, chúng nó in kết quả xong chúng nó phải nhìn màn hình đường tao cái dạ. Đúng mà nó bảo in hai cái tự nên in có một. Này, mày thấy thầy Hoàng là người tinh tế không con? Mày nhìn lại cái tên hàm của mày. Má tao xóa chữ ờ rồi. Ờ, mà đi với số nhiều nữa. Vãi tiếng Anh Little UK, IELTS 6 đứng đây nè. Cẩn thận các con, tao biết tiếng Anh chúng mày giỏi nhưng mà chúng mày ít viết. Hiểu không? Cho nên đừng có đùa. Tại sao tên hàm tao viết tiếng Anh đấy? Ghi chú thì bằng tiếng Việt. Tao có thể ghi chú bằng tiếng Anh được đấy nếu như mày muốn. À. Sao? Được chưa? Tù má thiệt tình. Tao bảo nhà tao có hai ký tự, nó chỉ có một lệnh đọc thì làm nếu gì được hai ký tự, mẹ không lệnh thứ hai nữa. Mày thấy tao giải bài mất sức không? Hả? Tốt nhất chúng mày lên học online cho tao đi, để tao đỡ mất sức. Anh em hiểu được không? Vì ghép C, C là cha thì nó đọc có một nhát thôi. Đúng mau, nó tin từ nữa, phải đọc quân đợt 2. Nó thông minh chứ đéo rồi, nó đọc 2 được. Không sao con, hãy thấy đây là áp lực nhá. Tiếp tục. Dạ thưa thầy, bây giờ nếu giả sử em bổ sung thêm một loạt ký tự vào, làm sao nó đọc được hết? Đấy mới là vấn đề lớn, được chưa? Ok. Vậy thì tức là mình cần phải đọc nhiều ký tự hơn, nếu giả bộ có nhiều ký tự hơn. Vậy thì bây giờ tiếp tục phiên bản OpenCha version 2. OpenCha version 2. Cái hàm trên là lầy lội nha, hàm trên lầy lội. Lầy lội tức là gì? Gọi hai lần. Gọi hai lần cái lệnh đọc một ký tự. Tức là chơi lầy quá. Tức là phải chủ động là gì? Ép get C, xong lại thêm F, get C. Á đúng mà cuộc đời mày, tao có bài thơ của tao khoảng 1000 từ, mày không lẽ 1000 cái lệnh F, get. Thì lúc này phải nhồi nó vào trong vòng, lặp cho nó rồi, đúng chưa? Như vậy nếu bài thơ mà có 1000 từ thì chết mẹ. Phải lặp thôi. Lặp cái F, get. À, 1000 lần. Và đó lý do version 2 bắt đầu. Cần cho xe. Ok chưa? Tao giải thích có lý do hết nha, cho nên sau này mình sẽ biết cách chơi. Mình cần một tập tin. Về cái đoạn này xuống. Yo. Content. Bắt đầu ghi content vậy là sao? Đu. Why? Và mình biết thừa câu lệnh này. Yo. Hàm version 2 nha. Anh nói cho các em trong lớp nghe, sang kỳ 2 các em sẽ gặp các thầy cô khác nữa dạy lập trình. Rất nhiều thầy cô chứ không phải riêng mình tao dạy đâu, nên nhớ. Có những thầy cô trong trường mình tốc độ cốt nhanh như điện trên lớp. Tao tự nhận là người giảng viên dễ thương nhất FU Hồ Chí Minh. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai cũng rất đẹp trai nữa là điều thứ hai. Điều thứ ba, giảng cốt chậm nhất trong tất cả các thầy cô. Đây mới là điều quan trọng. Tao giảng cốt chậm, tao vừa giảng xong tao lại chờ chúng mày gõ được tao đi xuống nữa. Còn các thầy cô khác không được trách họ, mỗi người một phong cách. Các thầy cô mình chỉ cần vừa mới chat, nhìn cái đoạn chat của thằng bạn xem là cái đoạn mẹ gì trên cái màn hình góc màn hình một cái,
Thế là trên màn hình đã đầy cốt của các thầy cô rồi, gõ tốc độ siêu nhanh. Và chúng mày sẽ nên suy nghĩ đổi ngành. Không phải vì các thầy cô ghét chúng mày hay thầy cô chơi cái trò khác chúng mày, trô chúng mày, không. Đã tốc độ cốt phải từ từ cải thiện lên. Nó giống như lúc mình chat với gái với trai vậy đó. Cho nên hôm nay tao đang giảng chậm là tao đang luyện cho chúng mày cái kỹ năng tập trung và mọi thứ, chứ không phải là tao câu giờ hay bất kỳ điều gì. Nhưng mà sẽ gặp những dị nhân khác thì cuộc đời chúng mày sắp mặt. Bắt đầu từ kỳ 2, nghe dễ nha, mình phải quen với nhiều phong cách. Bắt tao nhanh hơn, tao không giảng nhanh hơn được. Nhưng các thầy cô khác tốc độ người ta bảo, người ta sẽ nghe rồi, bắt người ta giảng chậm, người ta không giảng. Mỗi người có một style. Nên việc chúng mày phải tương thích theo hết, nghe chưa các con? Chậm mình đã làm được rồi, thì bây giờ mình phải tập làm nhanh. Cho nên theo dõi bài giảng, vô cốt cho nên tập trung. Không làm bất cứ việc gì khác trong quá trình lập trình. Đấy mới là cách học tốt. Bây giờ này được trả tiền 5 triệu để học đúng không con? Thì phải học, đeo nói nhiều. Đấy là điều thầy Hoàng dặn trước, chứ không phải hù. Ngày này nó hay, nhưng rõ ràng nó phải sự tập trung. Đù hoài. Vậy cái lệnh này trong đây là lặp nhiều lần. Ủa thì hóa ra thế này em chơi lầy là một lệnh, hai lệnh, thì nhiều lệnh, đúng chưa? Thì nói là nó nhét vào. Vậy vẫn là câu lệnh đó thôi. Chỉ có điều vào còn lặp. Nhưng mà lặp đến đâu? Lặp đến đâu? Cái hàm này cứ đọc một cái xong nó tự nhảy qua thằng kế. Nó chờ mình đọc. Nhảy qua thằng kế, nhảy qua thằng kế. Và nhảy một hồi sẽ đến EOF, đúng không? Như vậy chỗ này, trong khi CH not bằng EOF thì nhảy tiếp đi mày. Chưa bằng EOF thì đọc tiếp đấy. Cái bên đây chưa? Chưa bằng EOF. Đọc đi. EOF chưa? Dạ chưa. Thế đọc tiếp đi mày. Đọc tiếp đi. Chưa, EOF chưa? Dạ em chưa. Đọc tiếp. Dạ thưa thanh, em đụng mày EOF rồi. Thì dừng đi chứ còn cái chó gì nữa. Như vậy chưa bằng. Điều gì còn đúng thì còn làm. Chưa bằng EOF, chưa đến cuối thì đọc tiếp đi. Đó. Rồi xong. Đừng bao giờ quên F cờ lô. Xong. Dạ thưa thầy, vậy cái bài thơ này em có thể bổ sung thêm nó dài dài tí đi nhỉ? Bây giờ mình vẫn tiếp tục dùng cái tra này cho nó gọn một bài ha. Và bây giờ mình mở edit bằng notepad đi. Nháy chuột hai lần bằng notepad. Nháy chuột hai lần. Xóa mẹ cái này đi, được, hay để im. Xuống hàng. Ủa xuống hàng được luôn hả thầy? Xuống. Cộng hòa. À không được tiếng Việt nha. Cộng hòa. Không tiếng Việt có dấu nha. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách cách vào. Độc lập. Không tiếng Việt có dấu nha. Tự do. Hạnh phúc. Mình có quyền thoải mái. Đây là văn bản mà. Xuống hàng tiếp. Đơn xin đổi chuyên ngành. Mở ngoặc. Lệ phí 2.350.000. Mình ghi kiểu này cho nó vui. Kính thưa tía má, lòng từ bi như Bồ Tát. Kính gửi quý trưởng FPT HCMC thân yêu, thân mà chưa quen và chưa yêu và đang yêu chứ. Ôi giả bộ vậy thôi. Thân thì cũng thân rồi đấy, nhưng mà chưa quen việc học lắm nha. Ok, giả bộ này. Tại tao đang cố tình tao vẽ gõ như thế này để chúng mày hiểu rằng cái tích là rất đa dạng. Tích bao gồm khoảng trắng, tích bao gồm xuống hàng, có đúng không? Phải nhớ câu này. Ủa ký tự thì bao gồm cả xuống hàng, cả khoảng trắng, cả vuông hoặc nhọn, là ai cấm? Mình gõ cái con mẹ gì thì mình gõ. Đấy, đó hồi mình sẽ học cái trò gõ cái đơn này từ bàn phím. Đó hồi học thêm trò đó nữa thì nó mới ngầu. Bây giờ mình coi như bộ giả bộ có sẵn. Hiểu chưa?
Và bây giờ mình đọc được cái đơn này ra nữa là mình chắc chắn là thành công, và thành công có nghĩa là nên đổi ngành. Ok, bắt đầu. Control SC. Sâu ra. Ok. Và bây giờ cái hàm vừa rồi, nhớ nha. Cái hàm này tập tin giờ to vật vã luôn đấy. Bạn nhìn kỹ là số bài nó này. Nó đến 1 kilobyte rồi, vì nó cả ngàn chữ rồi. Cả vài trăm chữ rồi, nó đến ký rồi. Thấy chưa, 1 kilobyte nè. Từng bài một của bao nhiêu bài? Mà ấn phải chuột. Property xem bao nhiêu bài rồi. Hiện nay bạn gõ 251 bài, tức là bạn gõ 251 ký tự rồi đấy. Kịp chưa? Có hiểu được không? 251 ký tự rồi đấy các con. Dạ bây giờ biết cách đo rồi. Em có nên tin thầy không? Tin hay không thì bây giờ thử. Nhảy chuột hai lần. Ctrl A, Ctrl C. Thử nha, nhìn thử. Ctrl A, Ctrl C. Rồi. Tao xóa hết đi, tao chỉ để đúng thăng và đô la thôi. Giống như hồi cũ hồi nãy tao không lừa đảo. Xóa hết. Ctrl SC luôn. Thử. Ctrl SC. Tắt đi. Lúc này nó báo còn bao nhiêu ký? Cũng mới 1 ký thôi thầy. 1 ký này có chuyện khác nha. Ấn vào đây property mới xem chính xác được này. Open. Property này. Phải chuột property. Chúng mày sẽ nhìn thấy nó báo này. Bạn xài có 2 bài à? Á đồ. Thầy Hoàng không lừa đảo một chút nào về tập tin. Đúng chưa các con? Vì chỉ còn đô la với thăng thì còn có 2 bài là đúng mẹ là còn gì nữa. Thấy chưa? Hay chưa? Không lấy điều nghe. À, có đúng 2 bài à? Trên đĩa cứng mày chưa chiếm bao nhiêu bàn. Nó ghi câu này là cái câu mà tao sẽ có một cái bữa khác để tao giải như tao nói về về cái cách tổ chức file trên đĩa cứng được chuyện hay hơn nữa. Nhưng mà bây giờ không đi sâu rồi. Đúng, mà có đúng 2 cái tự, 2 bài. Mở lại cho xem biết liền mà. Nhảy chuột 2 lần vào. Có đúng thằng với đô la mà. Thì đúng mà kép này chỉ có 2 bài chứ cần cái chó gì. Không lừa đảo nha. Rồi. Ctrl V. Như cũ vẫn đơn vẫn còn chứ. Ai dân viết đơn chuyên nghiệp mà. Rồi để lại cậu ấy anh. Rồi, Ctrl SC, Save. Thì lúc này thực ra xem lại mình có bao nhiêu ký tự, giờ biết cách đếm ký tự trong tập tin rồi đúng không? Ấn phải chuột chọn property. Đếm, mà lúc này 251 ký tự. Ngon chưa? Rồi, đến hôm nay bắt đầu hiểu tất cả về cả dính dáng cả hệ điều hành nữa. Rồi xong, bây giờ làm sao em biết chắc chắn em đọc được đơn hay không? Open tra version 2, đọc bài thơ có ngàn từ. Đó. Mở tra chấm tích. Rồi, đọc hoài, đọc đến đâu, in đến đó. Như vậy trong quá trình đọc này nó đọc cả Enter đấy. Nó đọc cả Enter. Và đọc Enter thì in Enter là xuống hàng, sợ bố con thằng nào. Và đọc cái này em. Rồi, hồi hộp quá, vái trời ông địa cho em chạy. Version 2 trong men nha các con, sửa lại. Vái trời ông địa cho con chạy, vái trời ông địa cho con chạy. Và nếu chạy được thì đơn đổi chuyên ngành đã sẵn trên màn hình. Hấp dẫn không? Sao? Quyết định đổi ngành không? Sao vậy? Hả? Còn thở là còn cốt đúng không? Anh em mình phải nương tựa vào nhau mà viết cốt. Bắt đầu thấy hấp dẫn chưa? Chạy cho mày. Ok, đổi màu tốt. Ủa mày làm đơn đổi ngành thật đấy hả? Mày làm thiệt đấy hả? Mày cái văn bản của tao chứ mày quyết định làm thiệt hả? 2.350.000. Có nên dùng gói đó không? Trả lời. Không. Giờ chưa biết hả? Mẹ kiếp thằng nào mà giờ trả lời câu chưa biết, có nghĩa là thằng nên dùng gói này. Bởi vì bây giờ rõ ràng câu mẹ kiểu chó thì em cũng theo thầy đến cùng. Mẹ cái nó phải quyết tâm kiểu đa cấp chứ. Má thiệt tình. Nhưng anh nói nghiêm túc nha. Nếu không yêu được ngày này nên đổi từ sớm. Anh nói thật, cái đó chỉ là đúng chứ không phải cười. Nghiêm túc đấy, ngày này càng đi nó càng khó chứ đéo có dễ. Nó hay, nhưng mà rõ ràng nó khó. Cho nên nên đổi ngành từ sớm nếu không hợp thật sự. Cái đấy tao nói thật. Thường khi tao dạy lớp C xong ở lớp Java là hầu hết rất nhiều sinh viên đổi ngành. Và đó là lời khen thật sự. Bởi vì đừng nên theo một cái điều mình không đam mê được. Không cảm giác phù hợp. Chuyện đó không bao giờ được đâu. Nha. Nghề này nó có một cái độ đòi hỏi cái sự đầu tư một cách thích đáng thì mới được. Cho nên mình đổi ngành không có gì xấu hổ cả. Hoàn toàn không xấu hổ. Bởi vì cái đích đến cuộc đời bạn phải thành công với cái nghề bạn chọn. Chứ đâu phải là ráng đi theo cái này. Nếu không thích. Tao nói nghiêm túc đấy. Nha. Thầy Hoàng mày nổi tiếng với việc khuyên sinh viên đổi ngành mà. Bởi vì đấy là tốt cho chúng mày mà.
bạn gái mình yêu, bạn trai mình yêu mà cứ cắn đánh nhau hoài, cứ vài bữa mâu thuẫn, vài bữa chửi nhau thì chắc chắn nên chia tay từ sớm chứ theo làm béo gì, có đúng không? Em biết thừa mà. Rồi, đây là em cảm giác hấp dẫn rồi. Nhưng bây giờ em muốn gõ từ bàn phím cái bàn cái đơn cơ, mà sau khi em gõ xong cái quất mẹ xuống tập tin thì nó mới ngầu, đúng không? Và mình đang học dần nè. Đây, bạn nhìn thử này. Tất nhiên còn nhiều cách khác đọc nha. Cách này cách đọc dễ nhất, đọc một cái trà. Rồi, bạn nhìn kỹ này. Đây, cái chỗ này này. Cái câu lệnh này, xin lỗi, đây. Sao đâu? Cái chỗ này chỗ tạo tập tin đúng không? Đây là câu lệnh tạo tập tin đúng không? Cái hàm self ấy, cái hàm self ở trà, đây là câu lệnh tạo tập tin. Đây. F và rin F chữ CH. F và rin F CH tức là in ra tập tin hay là lưu vào tập tin một ký tự. Như vậy cái chữ CH này mình cho đô la. Vậy thì chữ CH này mình cho cứng đô la. Nhưng vấn đề bây giờ nếu mình không thích đô la, mình thích ký tự khác thì mình phải gắn vào đây, người ta gọi là hard code. Vậy thì bây giờ mình không chơi hard code nữa, mình sẽ chơi trò gõ từ bàn phím cũng được cái đấy. Như vậy thay vì gắn hard code ở đây, mình sẽ gõ từ bàn phím thì nó ngầu hơn. Và bây giờ bắt đầu vào câu chuyện. Gõ đơn từ bàn phím, gõ xong thì chừng nào đã xong thì bắt đầu là nó sẽ lưu vào tập tin. Thì có nghĩa là mình ngon hơn, đúng không? Và bây giờ bắt đầu chính thức gõ đơn. Hàm số 3. Còn rất nhiều cách chơi nha, nhưng nếu nhớ tôi chọn cho cách chơi cơ bản nhất để bạn hình dung. Bây giờ bạn biết cách đọc một tập tin rồi, không sợ bố con thằng nào. Kể cả enter đọc luôn, vì từng ký tự enter cũng là ký tự đọc in xuống hàng thôi. Và bây giờ hàm số 3. Voi. Được chưa? Self. Đấy, bây giờ cũng là self thôi. Vậy hồi nãy mình gọi là self mà. Self. Ở trà. Thì bây giờ self nha. Document luôn. Chơi ngầu. À. Tức là hàm lưu luôn một đoạn văn. Và đoạn văn sẽ nhập từ bàn phím luôn. Tức là bài này nâng cấp so với self một ký tự. Nó nâng cấp. Ok. Mình vẫn đang chỉ nói ký tự thôi nha, chỉ mình nói biến rồi mấy sau, biến in rồi nói sau. Student profile cái bài này là phức tạp lắm. Được chưa? Rồi. Để ngay dưới main. Sell a document. Rồi, bài này sẽ gõ một đoạn văn từ bàn phím và lưu xuống đĩa cứng. Những cái khó ở đây, cái vấn đề khó. Khi nào thì kết thúc nhập? Dấu hiệu nào để biết dừng nhập? Đấy, cái khó ở chỗ này. Mọi người theo kịp không? Ủa, cứ gõ thôi, nhưng mà lúc nào phải gõ một cái gì để mới biết nó dừng chứ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, đơn đổi chuyên ngành. Đại loại vậy. Ủa, nhưng mà nếu gõ đến đó xong thì em cảm giác bây giờ mới nghĩ đến đây thôi, chứ bây giờ phải tìm cái lý do để đổi ngành thì từ từ. Mình gõ vô đây đã, ngày mai soạn thảo tiếp. Chuyện này giống như file cuột thôi. Giống như mày làm cái PowerPoint trong cái bài thuyết trình thì mày đâu làm xong ngay được một bữa. Mày làm xong từ từ mình mở lại. Như vậy cái khó nhất của tôi là lúc nào mình dừng gõ. Vậy bản chất nó cứ là gõ thôi mày. Không lẽ mình gõ dấu thăng để dừng? Không ai cấm mình gõ dấu thăng để mình dừng. Được chưa? Nhưng đôi khi dấu thăng lại là một thành phần của câu chuyện nữa, có đúng không nào? Cho nên cái đánh dấu kết thúc nhập đó là vấn đề là khó khăn. Đó. Vậy khi nào để biết để dừng nhập? Nếu ta dùng ký tự thường, ký tự ví dụ đô la hay thăng cũng là một cách, cũng là một cách. Tức là nhập gõ đến thằng có đô la là dừng ngay, không nói nhiều. Nhưng mà cái cách này nó không hay. Nó không hay vì bản thân thằng và đô la cũng là một ký tự xứng đáng được xuất hiện trong cái văn bản. Cũng là ký tự xứng đáng xuất hiện trong văn bản. Trong một cái ngữ cảnh nào đó. Đó. Như vậy ta phải có cách để kết thúc mà không ảnh hưởng content đã gõ.
cũng là một lần nữa ký tự đánh dấu đấy, giống như ký tự đánh dấu mà không ảnh hưởng nội dung. À, cái chuyện này bạn sẽ gặp những cái trò vô hình hoài. Ok à? Và trong bài này ta quyết định ta dùng Ctrl S. Chơi ngầu luôn. À, Ctrl S. Thì nha, Ctrl S thì chơi ngầu luôn. Giống như Ctrl S là save, là để kết thúc. Dùng kết thúc. Được nhỉ? Vậy hóa ra ta phải tìm cách bắt cái cụ phím Ctrl S. Kịp chưa? Vì Ctrl S là một cụm phím nha. Cụm phím chứ không phải là từng phím đơn lẻ. Chứ không phải chữ S đơn lẻ nha. Bởi vì nếu bắt chữ S đơn lẻ chết mẹ rồi, nó gõ thành chữ, gõ chữ S để kết thúc thì như chữ S đang cứng là một ký tự bình thường. Đúng chưa? Vì chữ S nó sẽ xuất hiện trong xịn sò hay xuất hiện trong những cái so sánh gì đó. Cho nên chữ S gì mà dùng để kết thúc không được. Nhưng ấn Ctrl S là một cái bộ phím nóng. Được chưa? Nó hotkey, không phải hot girl. Đó. Bây giờ mình bắt được cái hotkey này. Chuyện này hơi khó. Chuyện này hơi khó nhá. Thì Ctrl S gì, nó người ta gọi là non-printable. Tức là cụm phím mà không in ra màn hình. Nó gọi là non-printable. Còn chữ S gì, chữ đô la dấu thăng thì gọi là printable. Tức là in ra được màn hình. Được chưa? In ra màn hình thì bắt được ASCII. Như vậy thì Ctrl S gì, bản chất trong RAM nó cũng phải là một cái mã ASCII nào đó. Nên có những tổ hợp phím. Tổ hợp phím. Ví dụ như thì tổ hợp phím. Ví dụ như Ctrl S. Đó, Ctrl phím nào đó. Chỉ là bỏ chữ có đi. Những tổ hợp phím chứ. Thì được gọi là non-printable. Tức là những tổ hợp phím này được gọi là non-printable, tức là gõ mà không in ra màn hình. Gõ mang ý nghĩa điều khiển lệnh nào đó, tín hiệu nào đó thôi. Được chưa? Thì theo cái thiết kế của máy tính, thiết kế của PC, thì cái tổ hợp phím ấy, cũng phải có một cái mã số nào đó. Thì để máy nó còn biết đường mà làm, để máy nó còn biết làm gì tiếp. Đó. Như vậy tổ hợp phím cũng có mã ASCII, cũng có mã số nha, con số chống lưng. Và Ctrl S thì nó ứng với mã số. Làm sao tao biết? Thì tao phải Google thôi chứ có cái mẹ gì. Nghe chưa? Ok, tôi sẽ gửi cho các bạn đường link liên quan đến mã số. Tất nhiên cái này nó không nha. ASCII control, control. Nhìn trên mạng, control code, control tức là liên quan đến những cái tổ hợp phím, được chưa? Nó không thể dùng để in. Ví dụ mày chữ ASCII là dùng để in ra được màn hình. Đó, nó gọi là non printable nha. Ok, tôi sẽ gửi cho bạn cái đường link này để bạn nhìn nó. Và có một số cái tổ hợp trong đây nó chạy không hết được nha, nó bắt nó hơi khó. Cho nên tôi cứ gửi đường link cho các bạn xem trước. Rồi. Và tôi vừa gửi đường link qua cái chat rồi. Bạn sẽ nhìn đây. Có một số tổ hợp nó chạy kỳ lạ lắm cho nên mình không nói nha, mình sẽ đi tìm Ctrl S. Ctrl S là 19. Ok. Kịp bên đây chưa? Mã ASCII của nó là 19. Kịp chưa? Mã ASCII đây, code này này. Nhưng mà cái này gọi là control code nha. Control tức là liên quan đến cái phím, bộ phím nóng. Được chưa? Mọi người theo kịp bên đây chưa? Ok. Rồi, và bây giờ Ctrl S ứng với mã số 19. Và bây giờ bắt đầu cuộc chơi. Load document. Vẫn câu lệnh này. Vẫn câu lệnh này. Chỗ này không phải tra dân tích nữa mà
đơn đổi ngành. Chấm tế tài. Em để chấm đốc được không? Được. Mày có quyền chấm đốc, nhưng mà chấm đốc này phải hiểu rằng nó là tế tệ cho mình, nó không phải là chấm bằng Microsoft Word, làm bằng Notepad. Đơn đổi ngành chấm tế tài. Và chỗ này là ghi chữ V kép hoặc chữ A tùy mình, đúng chưa? A cũng được luôn. A cũng được. Nhưng mà A phải nên dùng chữ A vì ngày mai mình còn gõ tiếp. Hình như mình sửa tiếp mà. Phải nhớ câu đó. Cho nên thôi mình cứ để V kép trước chứ sao. F close. Cái việc đơn đổi ngành phải gõ nhiều lần chứ không gì phải sợ. Ok. Vậy bây giờ quan trọng nhất là phải nhập và in. Vậy thì chắc chắn phải do rồi. Why? Cái này phải đọc câu là chưa, còn chưa gõ tổ hợp Ctrl SC thì cứ gõ tiếp đi. Cứ gõ nhập tiếp đi. Rồi nhập xong thì sao? Nhập đến đâu thì in ra tập tin đến đó. Tức là vẫn cái cổ lệnh cũ, vẫn lệnh F, print F chạy liên tục cho từng ký tự. Mà nếu không có thích lệnh F, print F thì dùng lệnh khác. Ví dụ F, put, C. Put C là sao thầy? Get C là một ký tự thì put C là đẩy một ký tự. Nắm được chưa? Put S à? Nói chung lệnh nào cũng được, được rất nhiều lệnh. Bây giờ mình không sợ, quan trọng nhất là ghi và đọc vô thôi. Mình không sợ về câu lệnh nha. Các câu lệnh nó xài lẫn lộn cho nhau được, chỉ miễn là write và read hết thôi. Hiểu được chưa? Còn tập tin bình đẳng rồi. Cho nên bạn thấy rồi, sẽ xài rất lộn xộn và trên mạng người ta chỉ đủ các loại lệnh khác nhau, chỉ miễn là bây giờ write và read, chỉ nhớ hai chỗ đó thôi. Dùng mạnh mẽ nào để được. Ok. Vậy thì mời người ta nhập, người ta gõ. Nên nhớ cái việc lệnh scanf kết thúc việc nhập phải là enter. Còn đây cái đơn mình đang gõ mà. Nghe kỹ nha, nó có một điều đặc biệt. Mình gõ bài thơ, mình gõ cái đơn, thì cái lệnh mà scanf truyền thống ấy, là phải ấn enter sau mỗi lần gõ. Được chưa? Mình nhấn enter sau mỗi cú gõ thì nó còn một cái lệnh, còn cái loại lệnh khác. Cứ gõ sẽ gán biến mà chưa cần nhấn enter. Cái lệnh này nó gọi là lệnh get char. Get char không cần nhấn enter, cứ gõ ta sẽ gán biến liền. Nhiều lệnh lắm, mình học chơi mình biết vậy. Và bây giờ mình sẽ dùng lệnh getcha. Lệnh getcha là nhận một ký tự từ bàn phím gắn vào biến luôn, nhưng không có cần phải ấn enter. Như vậy nó mới tự nhiên, chứ mình gõ được một chữ rồi mày lại ấn enter, gõ một chữ ấn enter thì nó kỳ quá. Còn gõ một câu ấn enter, gõ câu ấn enter thì cũng chả sao. Nhưng mà không, chừng nào em thích em cứ gõ rồi em ấn enter sau đó. Cho nên lúc này nó sẽ dùng lệnh getcha. Và ta dĩ nhiên ta cần biến ch. Cha ch phải đón, đón từng ký tự từ bàn phím. Sao thầy không đón nguyên một câu? Có nguyên gấp một câu nha, một câu sẽ học sau, nó nhiều chỗ lắm. Ok, đón từng ký tự từ bàn phím. Như vậy CH bằng get cha. Cứ gõ không cần nhấn enter. Rồi, có được chưa? Có được ký tự rồi. Có được từng ký tự rồi. Đẩy ra tập tin. Ngay. Như vậy chỗ này bạn có quyền dùng printf được. F printf. Rồi. F printf nó bảo gì? Nó cần gì? Anh cho em cái tập tin và em cho em cái phần trăm C. Anh vừa gõ.
và cái CH. Lệnh này học chưa? Vừa học xong đúng không? Chờ xíu để tôi kéo xuống cho các bạn xem đã. Nào. Cái lệnh hồi nãy mình in này này, sell này. Đâu, sell này. F vào lên F, đúng chưa? Có một cái tự sell này, sell ở cha đó. Thì bây giờ mình dùng lại đây được không? Được. Đấy, mình dùng lại F vào F được. Dùng lại. In một ký tự ra tập tin. Hoặc lệnh thứ hai. Mình chơi F put C. À. Và nó bảo không? Mày bưa ký tự nào thì đưa đấy. Và F. Y chang. Y chang lệnh trên. Barin F. F barin F. Nhưng nhớ phải có chữ F nha. Hai cách như nhau. Why, quan trọng nhất là why. CH not bằng 19. Còn chưa gõ. Rồi sell xong. Mình là người thế, Renav. The document itself successfully. Theo kịp cô đâu? Theo cái giải thích của tôi không? Hồi hộp quá thầy. Nếu mà em viết thành công thì tại sao em phải đổi ngày? Đúng chưa? Ghét cha nha. Còn một bài rất hay, yên tâm đi. Trong phần live ta sẽ giảng nha. Bài hay lắm là phải tập tin. Chưa hết đâu. Mình coi đến đây mình cảm giác nó nhuần nhuyễn về tập tin rồi nha. Còn rất nhiều cách đọc tập tin nữa. Bên đây mình mới đọc từng ký tự nha. Cách đọc thì từng ký tự nó lâu lắm. Bây giờ mình phải đọc nguyên một dòng bài thơ thì nó nhanh hơn. Mình sẽ còn học cái trò đó nữa. Ok. Nhớ này đừng quên. Getcha. Put C. Nhưng có chữ F nha. Có chữ F. Put C. C là ký tự. Get C là một ký tự thì sẽ là put. Put C. Hình dung chưa? Đấy, các hồng hybrid ở dưới mình này. Get C này, F get C. Bây giờ F put. Get với put mình học hôm bữa trong chuỗi rồi. À, toàn mình toàn xài get C thôi. Để put. Mình chưa xài cái lệnh. Còn cái lệnh nữa là F scan F nữa. Cũng hay lắm, mình chưa học đâu. Còn nhiều lệnh lắm. Nếu cứ nhìn trên cái bảng của tôi hồi nãy á. Thì bây giờ mình sẽ cảm giác rất bị xoắn não. Không sao cả. Mình cứ chơi cái hàm F put trước đây. Cái print đi trước. Còn scan F ấy. Còn cái hàm nữa hay nữa. Mình sẽ để dành. Rồi. Bây giờ 19 tức là cần cho SC. Hy vọng nó chạy được. Nha. Hy vọng thôi. Ok. Nếu không thì chúng ta phải tiếp tục ngồi ở đây. Đó. Rồi. Self document. Self. Cần cho cách. À, không phải. Self. Mũi tên đi xuống. Document. Comment hết ở trên. Chỉ làm đúng cái bài này thôi. Mình ghi một câu thông báo ở đây cho nó tử tế trước khi người ta còn biết được làm gì. Nào, viết vào cái hàm chứ, Parinap. Parinap này in lên màn hình thông báo. Yeah. You are. Yeah. Required. To. Input. A document. Đã bị yêu cầu để mập vào một document. Control S. To. Stop. And. F. Do work. Bắt đầu yêu cầu để nhập vào một cái document. Đến Control S thì để to stop. And save your work. Ok. Mở nhập. Câu lệnh siêu đơn giản. Vãi trời ông địa cho con chạy.
vai trò ông điện cho con chạy. Chấm phải F11. Vai trò ông điện cho con chạy. Bạn được yêu cầu nhập vào một cái đơn. Và lúc này đơn đổi ngành nha. Cộng hòa, cứ gõ bình thường. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Enter, độc lập, cách, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn đổi chuyên ngành. Đơn xin đổi chuyên ngành. Kính gửi tía má thân yêu, lòng từ bi như Bồ Tát. À, kính gửi phòng đào tạo đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Thân yêu và em chưa muốn run. Giả bộ đây, enter. Control SC. Ấn Control SC. Ấn Control SC xong ấn enter. Ấn Control SC xong ấn enter. Có thấy ngon không? Control SC rồi ấn enter. Nó báo công successfully là ngon rồi. Ra ngoài địa cứng coi cái đơn đổi chuyên ngành có hay không. Và nếu có thì chúng mày phải làm theo đơn. Có không? Đơn đổi ngành chấm txt. Thầy Hoàng có nói điều không? Trả lời. Dạ thưa thầy, có cái dấu hỏi chấm là cái chó gì? Từ từ tính. Nhưng nói chung là có được chưa? Ngon không đã? Và hôm nay đã quyết định đổi ngành chưa? Cái dấu hỏi chấm của nó kể là gì? Kệ nó, từ từ tính nha. Dấu hỏi chấm nó chính là cái Control S đấy. Để mình lưu luôn cả cái Control S. Hiểu không? Chạy chưa? Anh em phía online chạy không? Hấp dẫn không? Gõ tự nhiên chưa? Giống như mình vừa làm cái editor đấy. Mình giống y chang mình vừa làm cái editor. Mày quyết định ao hả? Quyết định gân khỏi đây hả? Ok. Suy nghĩ thế nào thì cứ làm thế, cứ làm đi. Yên tâm đi. Trong cái câu chuyện của nhà giả kim ấy, cái cuốn truyện sách nhà giả kim, người ta nói một cái câu là khi bạn mong muốn ấy, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn. Và bây giờ mày muốn ao đúng không? Thầy Hoàng là người đứng ở đây để luôn luôn khuyên sinh viên run. Đó. Chứ mày có trách nhiệm nhá. Còn chưa? Chạy chưa? Gõ đi, gõ đại một câu ASDF thì nó rồi cần cho SC. Có rồi đúng không? Văn bản có éo đâu hả? Đến đây là hiểu rồi hen. Chạy chưa? Ok. Tôi tạm dừng bài giảng đây vì hết giờ rồi. Hấp dẫn chưa? Thật ra còn rất nhiều nội dung nữa nha. Còn nội dung cực hay. Một nội dung cực hay nữa là như thế này. Tao phải mồi trước để chúng mày biết. Tức là nó còn cái nội dung. Cái tập tin hiện nay của mình đang đọc từng dòng, à từng ký tự một. Nó rất chậm. Nó có một kỹ thuật là bởi vì cái văn bản, cái đơn của mình nó có nhiều dòng. Có cái enter mà cứ enter là xuống dòng. Nó có cách nó đọc nguyên một dòng. Hiểu không? Tức là mình sẽ học cái hàm cách đọc nguyên một dòng. Là cái hàm get sc ấy. Nó có hàm get sc. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là hồi nãy mình ghi từng ký tự. Có cái cách nào mình nhập từng câu cơ. Câu xong mình enter câu. Tức là về bản chất hồi nãy mình nhập từng câu xong mình enter. Hồi nãy là đang get cha là nhìn theo từng ký tự. Nhưng mà thực ra Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam enter thì nó hốt nguyên cả cái câu này cơ. Nó quất xuống tập tin cho nó nhanh. Thay vì đọc từng ký tự một thì nó còn cái cơ chế đó nữa. Là thứ hai. Điều thứ ba, tao muốn có một cái bài tập cực kỳ lớn là bài tập này trước khi tôi dừng. Giả sử data của tôi nó có như sau. Giả sử tôi có cái file text nó có dữ liệu như sau nha. Đây là cái bài thách đố cực kỳ hay. Dữ liệu của file text của tôi nó có như sau. SE, cái file text của tôi á, SE 123456 sổ đứng. An sổ đứng 2002 điểm trung bình 9.0. Dòng 2 SE, mình làm cái tập tin như thế này này.
đánh giá hàng giống database. SE 1, 2, 3, 4, 5, 7, Bạn Bình, năm sinh 2001, điểm trung bình 8.0. Và dĩ nhiên còn nhiều, đây chính là danh sách sinh viên, tao lưu cho trong Notepad. Mình sẽ hốt toàn bộ cái này trong Notepad, nó ở trong danh trong tập tin, mình đưa trên màn hình, nhưng mình sẽ biến nó thành, phải nó biến nó thành cái data thật của mình cơ, chứ không phải là chuỗi nữa. Không phải in ra màn hình, mình sẽ đưa vào trong RAM, đưa vào một mảng, xong rồi mình sort danh sách điểm sinh viên. Mọi người hiểu ý nghĩa đây không? Tức là nó có trò là tích, nhưng thực chất nó sẽ phải là data. Hồi nãy mình mới quan tâm là tích thôi, mình sẽ quan tâm cái này là data luôn cơ. Mình đọc từ vào trong RAM, mình sẽ xử lý biến, các cái này bỏ vào biến chuỗi, các cái này bỏ vào biến chuỗi, các cái này bỏ vào biến int, các cái này bỏ vào biến double float, và bắt đầu chơi trò sort danh sách điểm của sinh viên. Hiểu được không? Rồi sau đó in lại cái danh sách đã sort xuống dưới tập tin. Chuyện đó bắt đầu liên quan đến xử lý thông tin. Hiểu không các con? Và phần hấp dẫn đó sẽ gặp ở nhau ở buổi live, bởi vì nó còn dài. Hiểu được không? Đấy phần câu giờ. Thôi, đây là lời cuối cùng trước khi mình kết thúc cái kết thúc nhưng vẫn còn chưa kết thúc đâu cho cái môn học này. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tôi trong cái thời gian học kỳ bão tố bão táp vừa rồi. Chúng ta cũng đã đi đến được cái đoạn đích đến cuối cùng của cái môn học này, của cái kiến thức bắt đầu cho lập trình, thế giới lập trình của các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành. Cảm ơn các bạn đồng hành. Chúc các bạn có một kỳ thi final toàn màu xanh, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những kỳ tới. Xin cảm ơn mọi người. Tôi kết thúc bài giảng. Ok, cảm ơn các bạn. Đúng không? Thầy Hoàng giảng bài đúng chuẩn đa cấp không? À? Đâu ra đó chứ mày. Các bạn nhớ nha, mình sẽ còn quạt vào buổi live để cố tiếp. Phần thú vị lắm, tập tin nó còn thú vị nữa. Nhá. Thì đừng bỏ lỡ cái phần bài giảng mà tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn. Đấy là điều chia sẻ thêm.